Dạ em chào anh Quốc, xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị khán giả của kênh LTK Bonsai. Hôm nay thì anh Quốc có dịp về Bến Tre, em nhờ anh Quốc ghé vườn của em quay một số cây cảnh bonsai gửi đến tất cả quý cô chú và anh chị. Thì vườn của em là ở ấp Vĩnh Nam, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại của nhà vườn là 0965 44 36 36, số cũng là Zalo anh chị, số có Zalo luôn. Rồi hôm nay đầu clip thì em xin gửi đến cô chú anh chị mình hai cây sam núi trái nha cô chú anh chị. Cây sam núi trái đầu tiên, cây dáng đổ của chú anh chị, cây này nó xù đẹp lắm. Rồi để em đo thông số cây sam núi này cho cô chú anh chị mình xem nha. Đây cái hoành ở vị trí là 11 nha cô chú anh chị. Chiều cao từ cái mặt chậu này lên tới cái đỉnh ngọn là 23. Rồi full cái tàn tán này là 66. Cái cây hiện tại nó đang trái. Nó đang xù ở đây rất là đẹp. Rồi cây sam núi trái này em giao lưu cô chú anh chị mình là 1,7 triệu là bao chậu bao xếp nha cô chú anh chị. Rồi mình tới cây sam núi số 2. Cây thứ hai là cây sam núi luôn nha cô chú anh chị, cũng là sam núi trái ha. Có mấy cây này cũng rất là già nữa nha cô chú anh chị. Cây sam này sẹo nó cố nó liền gần hết sẹo luôn ạ. Rồi cây sam núi này có thông số như sau, cái hoành nó tại vị trí này 10 nha anh chị, hơn 10 xíu. Chiều cao từ mặt chậu là 38. Đường kính tán này là 40. Cây nằm trong chậu rất là đẹp luôn nha. Cây sam núi này em giao lưu cô chú anh chị mình, cây này thì 1,6 triệu nha, 1,6 triệu là em bao chậu bao xếp cho cô chú anh chị, chậu này chậu xịn luôn nha cô chú anh chị. Rồi mình tiếp theo tới cây số 3 này cô chú anh chị. Cây số 3 là một cây khế mã số 82. Đây là cây khế gân rin của chú anh chị. Cây cũ bệ đế rất là đẹp. Cốt cành hiện tại cũng rất là to, cái dòng này thì ra hoa ra trái quanh năm nha cô chú anh chị. Rồi cây khế gân này nó có thông số như sau. Hoành ở vị trí này là 34. Chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh ngọn là 93. Rồi cái đường kính tán này là 86 nha cô chú anh chị. Cây hiện tại thì rất khỏe ha, cốt cành nó to mà cắt một số chỗ thì nó cũng kéo sẹo nó cuốn rất là ok. Đây như cái mặt cắt của vị trí này cuốn hết chầm chầm nè. Cây cũ đế đẹp, cái dòng này thì ra hoa ra trái quanh năm nha cô chú anh chị. Nó ra bông ra trái là em phải lãi em bỏ bớt luôn á. Cây khế này em giao lưu của chú anh chị mình là 2 triệu 9 là em bao ship cho cô chú anh chị nha. Kích thước này nó to, chi phí cước nó cũng nhiều nha cô chú anh chị. Cây này em sẽ đóng lồng gỗ để em gửi cho cô chú anh chị mình để đảm bảo an toàn. 2 triệu 9 bao ship. Tiếp theo mình đến với cây nguyệt quế nha cô chú anh chị. Đây một cây nguyệt quế bay. Cây nguyệt quế bay rất là già cây luôn nha cô chú anh chị.
Rồi thông số của cây nguyệt quế này như sau. Hoành ở vị trí này là 34 nha cô chú anh chị. Chiều cao từ mặt chậu cho đến đỉnh ngọn 78. Rồi đường kính tán này là 1,02 m nha cô chú anh chị. Đường kính tán này 1,02 m. Hoành 34, cao 78. Đường kính tán là 1,02 m. Cây xương cốt rất là già nha. Tay mâm thì nó thoáng sạch nha cô chú anh chị. Rồi cô chú anh chị mình xem clip mà có quan tâm cái cây cảnh nào trong cái clip thì cứ chụp ảnh màn hình rồi gửi qua Zalo của nhà vườn là số 0965443636 nha cô chú anh chị. Thì lúc đó em sẽ quay lại em gửi clip cụ thể từng cây. Cây nguyệt quế này em giao lưu với cô chú anh chị mình, cây này là 2,4 triệu nha, là em bao chậu bao ship cho anh chị mình nha. Và tiếp theo mình đến với cây mai chú thủy nha cô chú anh chị. Đây một cây mai chú thủy dáng trực rất là lực cây luôn nha. Xương cốt cành là to đùng, đây là dòng mai chú thủy nuôi da đen lá lớn nha cô chú anh chị. Rồi cây có thông số như sau. Đây hoành 29 nha cô chú anh chị. Chiều cao từ mặt chậu là 29. Đường kính tán này là 43. 43, cây rất là già luôn. Sẹo thì cuốn hết 85% nha cô chú anh chị. Rồi cái mai chú thủy này em giao lưu cô chú anh chị mình, cây này giá là 4 triệu nha, em bao chậu bao ship cho cô chú anh chị mình luôn. Cây này thì về anh chị mình chỉ tỉa cái vàng xương dâm thôi, còn vàng xương chính thì hiện tại nó đã to hết nha anh chị. Cốt cành rất là to, rất là lực nha. Rồi tiếp theo mình đến với cây nguyệt quế quái nha anh chị. Nguyệt quế quái số 88. Cây này nó già, rất là già cây nha. Quái. Rồi cây nguyệt quế quái này có thông số cái hoành ngay cái eo này là 19 nha cô chú anh chị. Cái chiều cao là 49. Ừ. Đường kính tán này là 50. Cây nguyệt quế nằm giao lưu của chú anh chị mình, cây này 600 em bao chậu bao ship nha. Cái nhánh ở trên này là em không có vô dây lý do làm tính để lũa nên anh chị, nhưng mà hiện tại thì em chưa làm lũa, em cứ để như vậy anh chị mình không muốn làm lũa thì anh chị mình cạo da, anh chị mình bôi thuốc lũa cho nha. Cây nó phong cách nó già dữ lắm nha anh chị. 600 bao chậu bao ship. Rồi tiếp theo mình đến với cây mai chú thủy nha cô chú anh chị. Mai chú thủy số 55. Đây là mai chú thủy dòng nu gò công nha, cây rất là vàng đó nha mọi người. Vàng xương dâm nhìn rất là đã luôn nha. Rồi em xin đo thông số cho cô chú anh chị em mình tham khảo. Đây hoành ở vị trí này là 51 nha mọi người. 51. Chiều cao từ mặt chậu lên là 68. Rồi đường kính tán này là 96. 96. Cây già hả, hoành 54, 51, củ bệ thì nó nở rồi rất là đẹp nha anh chị.
Sẹo liền, vàng xương dâm là cây thành phẩm rất là nhiều năm rồi nha. Hiện tại thì dây nhôm dây kẽm nó đã chia tay cái cây này rất là lâu rồi nha anh chị. Cô chú anh chị mình xem clip mà muốn xem cụ thể cây thì cứ chụp ảnh cái cây mình quan tâm rồi gửi qua Zalo của nhà vườn số 0965 44 36 36 nha cô chú anh chị. Cây mai chú thủy số 55 này em giao lưu với cô chú anh chị mình, cây này là 10 12 triệu là em bao chậu bao ship nha anh chị. Quan dòng. 12 triệu em bao chậu bao ship. Anh đo cái tay ý. Cây rất là già. Đo cái chi ý. Cái hoành của cái cốt cành một này là 10 18 nha cô chú anh chị. Ngay vị trí này là 18. Tiếp theo mình đến với một cây tiếp theo cũng là cây mai chứa thủy nu Gò Công nha cô chú anh chị. Cây này thì cũng cùng lô với cây kia rất là già cây luôn nha anh chị em. Tất cả hai cây thì đều nằm trong cái chậu đất nung rất là xịn sò. Rồi cây mai chú thủy nu Gò Công số 52 này có thông số như sau. Hoành là 45 nha anh chị em. Chiều cao từ mặt chậu là 60. Cái đường kính tán này là 93. Đó, cây này cái đường kính cái mâm tàng này nó là 50 55 luôn nha anh nha mọi người. Cây nằm trong cái chậu là phủ bì là 68 nha cô chú anh chị. Đường kính tán ngang là 53. Đó, chậu bề ngang 68 như chậu bề ngang là gần 7 tấc. Cây mai chú thủy nằm giao lưu với cô chú anh chị mình, cây này là 11 triệu em bao chậu bao ship nha. Cốt cành rất là to nha, vàng xương dâm. Nhìn đá ơi là đá nữa nha anh chị. Cây này thì nó lùng lực hơn cây bên kia một xíu. Rồi tiếp theo mình đến với cây trà Phúc Kiến nha cô chú anh chị. Trà Phúc Kiến số 27. Cây rất là già luôn, tông cao. Hoành khá là to nha. Trà Phúc Kiến hay là còn gọi cây bùm sụm á cô chú anh chị. Cây này nó cực kỳ lâu lớn. Hoành là 20 nha cô chú anh chị. Chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh ngọn là 89. Đường kính tán ngang là 70. Rồi cây cốt cành to già nha cô chú anh chị. Hoành thì rất là lớn luôn. Cái dòng cây này là trong dòng miền Nam rạch nè, chứ không phải cái dòng của hàng khai thác ở ngoài miền Trung, miền núi nha cô chú anh chị.
Rồi cây trà Phúc Kiến số 27 này em giao lưu với cô chú anh chị mình. Cây này là 2 triệu 2 em bao chậu bao ship nha. Chiều hai em bao chậu bao ship. Dạ. Dạ, tiếp theo mình đến cây Nguyệt, xin lỗi cây Mai Chú Thủy nha cô chú anh chị. Mai Chú Thủy số 02 nha. Rồi dòng này da đen lá lớn nha cô chú anh chị. Cây thì nằm trong cái chậu có đường kính phủ bì là 58 x 51 nha, chiều cao 15. Lọt lòng là 51 44 nha cô chú anh chị. Cái chậu hoa văn đắp nổi rất là đẹp, cây thì cũng khá là già nha mọi người. Cái củ bệ thì cũng rất là to. Rồi cái Mai Chú Thủy số 02 này nó có thông số như sau. Hoành nó vị trí là 44 nha cô chú anh chị. Chiều cao từ mặt chậu lên là 72. Đường kính tán là 99. 99. Rồi cái hoành, cái hoành đế nha cô chú anh chị. Một cái bệ đế đặt rất là đẹp luôn. Cái hoành bệ đế này là 107. Hoành bệ đế là 107 nha cô chú anh chị. Rồi cốt cành to già đẹp. Hiện tại là cây đang lên nụ hoa đều cả cây nha cô chú anh chị. Cây Mai Chú Thủy này em giao lưu với cô chú anh chị mình, cây này là 7 triệu rưỡi nha. 7 triệu rưỡi là em bao ship bao chậu xịn sò luôn. Lên nụ hoa đều cây hết trơn. Dạ, tiếp theo mình đến với cây Linh Sam nha cô chú anh chị. Linh Sam 86 riêng. Mã số 49. Cây riêng nha, nằm trong chậu xịn sò luôn, đắp riêu độ ok hết. Cây này về là chỉ chăm tưới nước là chơi thôi. Cây riêng mình nuôi cốt cành rất là to nha cô chú anh chị. Cây Linh Sam 86 này có thông số như sau. Hoành là 25. Rồi chiều cao lên tới cái đỉnh ngọn. Chiều cao lên tới đỉnh ngọn là 35 luôn nha cô chú anh chị. Đường kính tán ngang là 62. Linh Sam 86. Rất là già cây nha cô chú anh chị. Với dòng Linh Sam mà những cây già như thế này thì anh chị mình chơi hoa rất là ok nha. Một năm sẽ chơi được rất là nhiều đợt hoa. Cây Linh Sam này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình. Cây này là 1 triệu 8 nha cô chú anh chị. 1 triệu 8 em bao chậu, bao ship. Dạ, tiếp theo là
cây ổi nha cô chú anh chị, một cây ổi lá trung số 95, cây này là siêu trái luôn nha anh chị. Cây này thì cách đây tầm khoảng tuần lễ thì nó có khoảng 30 trái luôn, hiện tại bây giờ thì vẫn còn một số trái và một số hoa. Cây này có bộ củ đế cũng khá là đẹp. Cây ổi này có thông số như sau. Đây hoành là 25 nha cô chú anh chị. Chiều cao là 54. Đường kính tán ngang là 64. Cái ổi này em xin vô lưu với cô chú anh chị mình, cái này là 2,6 triệu là em bao chậu bao xếp cho cô chú anh chị. Hoành 25, cao 54, tán ngang 64. Hiện tại là cây đang hoa đang trái rất là nhiều. Đường thân co lắc không có bị cháy nha cô chú anh chị. Dạ, tiếp theo mình đến với cây mai chiếu thủy nha cô chú anh chị. Mai chiếu thủy số 16. Đây là cây mai chiếu thủy dòng lá trung mình ghép trong cái gốc lá lớn nha cô chú anh chị. Cây này rất là già, nó ghép rất là nhiều năm rồi. Cái thân bệ nó rất là đẹp luôn. Cây thì nó có một cái vết lũa ở phía sau nha anh chị. Anh chị mình cần xem cụ thể chi tiết thì cứ liên hệ với Zalo của nhà vườn là 0965443636 nha cô chú anh chị. Rồi cây có thông số như sau, hoành là 43. Chiều cao lên tới đỉnh ngọn là 71. Đường kính tán ngang là 64. Cây này phơm tàn này kia rất ok nha anh chị. Cây chiếu thủy số 16 này em giao lưu với cô chú anh chị mình 1,5 triệu nha. 1,5 triệu bao ship cho cô chú anh chị luôn. Lũa đây. Dạ đúng rồi, lũa đó. Lũa đó giờ mình xử lý in bôi lũa, lũa cho đó nó cũng nghệ thuật. Nhìn cũng được chứ không đến nỗi nó phá hư cây. Đây, mặt tiền lên này. Rồi tiếp theo mình đến với cây nguyệt quế nha cô chú anh chị. Một cây nguyệt quế dáng xiên số 97. Cây củ đế rất là đẹp, thân thì nó rất là già nha anh chị. Tàn tán thì nó cũng phân bố rất là cân đối. Rồi cây nguyệt quế này có thông số là hoành gốc là 27 nha, 27 rồi 28 nha anh chị. Chiều cao lên tới đỉnh ngọn là 77. Cái đường kính tán này là 71. Cây dưới gốc thì nó có một vết lũa đây nha cô chú anh chị. Nhưng mà lũa này lũa thép rồi, cái này để xử lý bôi thuốc lũa nhìn nó cũng nét cây nha. Rồi cây nguyệt quế số 97 này em giao lưu với cô chú anh chị mình, cây này là 1,9 triệu nha. Được chính em bao chậu bao xếp cho cô chú anh chị. Lũa đây hả? Dạ đúng rồi, cái vết lũa ở đây mà này lũa thép nó cứng ngắt thế này. Và cái da bên đây thì nó cũng rất là mạnh nè. Da này nó đang cuốn cuốn vô từ từ. Nó không có một bọng nữa. Nhỏ nhỏ luôn. Rồi. Đây luôn. Rồi tiếp theo mình đến với cây
tiếp là nguyệt quế luôn nha anh chị, nguyệt quế số 89 nha. Cây nguyệt quế này thì hoành nó nhỏ nhưng mà rất là già cây ha, nó có một cái bột củ đế rất là đẹp, củ đế nó giót như cái ngọn núi lửa luôn. Cây này nếu mà hồi đó mà xiên nuôi cắt lùng thành cái cây bài lùng lực như bộ đế nở như là rất có giá trị nha anh chị. Nhưng mà hiện tại mình chơi cây thiên nhiên. Rồi cây có thông số hoành là 10-14 nha anh chị. Chiều cao 46. Cái đường kính tán này là 52. Này cây nước da nhìn nó rất là già luôn. Cây nguyệt quế này em giao lưu với cô chú anh chị mình, cây này 850 nha anh chị. 850 là em bao chậu bao xếp cho anh chị mình luôn. Chậu gốm đẹp luôn nha anh chị. Rồi tiếp theo mình đến với cây linh sam nha cô chú anh chị. Cây linh sam số 45. Đây cây, cây bán đổ nha cô chú anh chị, cực kỳ thân chậu nha. Trên mặt chậu là nó có cỏ sữa lá nhỏ mọc rất là nhiều rồi. Cái này mọc thế rêu nha anh chị. Nó giữ ẩm cho cái mặt bầu. Cây có thông số là hoành là 19. Rồi tổng cái tán cái này là 62. Cái tán này rất là mạnh nha anh chị. Nhìn xương nó ti nó nhỏ nhưng mà nó rất là già. Linh sam già thì mình xử lý hoa rất là ok. Cái linh sam này em giao lưu với cô chú anh chị mình, cây này 950 nha anh chị. 950 là em bao chậu bao ship luôn ạ. Rồi. Tiếp theo mình đến với cây linh sam nữa nha anh chị. Đây là dòng linh sam sông hình mà lá rí ha. Sông hình lá rí. Cây này mini gọn nhẹ mà rất là già cây nha. Cây này bộ đế tự nhiên, bởi vì cái lúc mà làm cái phôi này thì nó chưa có cái dòng mà chưa có sắp đế công nghiệp nha anh chị. Rồi thông số của cây là hoành là 15 nha cô chú anh chị. 15, chiều cao là 28, đường kính tán ngang là 45. Tàn tán kính mịn như của chú anh chị, tàn tán mịn và cái dàn xương rất là đẹp luôn. Nó dàn xương cốt cành rất là to nha anh chị, cốt cành nuôi rất là to và nó già, nó lên cái nước da thẳng băng xù xì luôn nè anh chị. Cây linh sam số 70 nằm giao lưu với cô chú anh chị mình, cây này là 1,7 triệu nha anh chị, từ 7 bao chậu bao ship. Dạ tiếp theo mình đến với cây mai chú thủy nha cô chú anh chị, vẫn là mai chú thủy nha, cây số 64. Cây này thì dòng da đen lá lớn nha cô chú anh chị. Cốt cành to, củ bê đẹp, mà cắt lớn nhất ở đây nó đang kéo sẹo khoảng 80 mấy% luôn nha cô chú anh chị. Rồi cây mai chú thủy này nó có thông số như sau, cái hoành nó tại vị trí này là 34. Chiều cao là 67. Đường kính tán là 86. 86. Cây cốt cành khá to ha, tàn tán phân ra cũng khá là phân bố đều trên cây nha cô chú anh chị. Mấy cái sẹo lớn cái này cuốn, cái sẹo này cả 100% luôn, cuốn sạch sẽ hết nè. Rồi cái sẹo này cũng cuốn hết ok luôn.
Cái mai chú Thủy nằm giao lưu với cô chú anh chị mình cái này 4 triệu 2 như vậy, 4 triệu 2 là em bao chậu bao xếp nha. Nhưng mấy cây này là em đóng khung gỗ em gửi với cô chú anh chị thì cái tiền chi phí nó nhiều nha anh chị. Anh chị mình đến tại vườn của em thì giá nó sẽ mềm hơn nhiều nha anh chị. Rồi, tiếp theo mình đến với cây nguyệt quế số 92. Nó đây nguyệt quế dòng này lá trung như cô chú anh chị. Cây củ đế rất là đẹp luôn. Rồi cây này có thông số là hoành là 37, gần 38 nè chị. Chiều cao từ mặt chậu lên là 75. Cái đường kính tán ngang này là 88. Cây cốt cành rất là to và cái thân của cây nguyệt này nó một số chỗ nó nu, có những cái nu rất là đẹp nha anh chị. Đó, cây nguyệt quế này em giao lưu với cô chú anh chị mình cây này 3 triệu rưỡi nha, làm bao chậu bao xếp số 92 này. Cái thân nó có những cái nu rất là to, rất là đẹp nha anh chị và rất là già cây luôn. Mấy cây này về anh chị mình sang qua cái chậu mỹ nghệ, chậu đất nung cao cấp nó vẫn hợp nha anh chị. Rồi 3 triệu rưỡi. Mình ra ngoài mình quay một hai cây nữa đi anh quá. Cây nguyệt. Đây một cây nguyệt quế bay luôn nha cô chú anh chị. Cây này bay thì nó cũng rất là già cây nha cô chú anh chị. Thì tới cái đợt mà mình phải dằn dây để mình chỉnh sửa tàn tán của chú anh chị. Rồi cây có hoành ở vị trí này là 37. 37 hoành. Cái chiều cao từ mặt chậu tới đỉnh ngọn là 88. Rồi cái đường kính tán này thì khá là to nha. Mét 28 nha anh chị. Thì cái này anh chị mình cứ xem qua, nếu muốn để nguyên gì về anh chị mình tự làm theo ý mình thì em sẽ đi nguyên, còn muốn sửa thì nhà vườn sẽ dần sửa lại cho cô chú anh chị. Thì cây này với kích thước to như này, nếu mà bao chậu bao xếp đi xa cho cô chú anh chị mình thì cây này nó khoảng 9 triệu nha cô chú anh chị. Xương cốt cành nó to hết rồi, dây nó cũng phiết, thì cái này em xả dây để em làm lại. Củ đế nè, nước da của cây này rất là ok. Về anh chị mình sang qua cái chậu mỹ nghệ đẹp thì nhìn cây này nó sang hơn nhiều. Rồi tiếp theo mình đến với cây nguyệt quế cây số 58. Cây này là dòng lá sắn hoa chùm nha cô chú anh chị. Thì em mới vừa dọn tỉa nay nó đang lên lá non rất là đẹp luôn. Và cây hiện tại nằm trong cái chậu cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Củ bệ đế cũng rất là ok. Cây rất là già luôn nha. Rồi cái thông số hoành ở đây là 49 nha anh chị. Hoành thân là 49. Chiều cao của cây 76.
Rồi cái đường kính tán này là 1m28 nha cô chú anh chị. Đường kính tán lớn nhất này là 1m28. Lá sắn nè. Dòng này lá sắn hoa chùm nha. Cây nguyệt quế số 58 này em giao lưu với cô chú anh chị em mình là 14 triệu thì em bao chậu bao ship cho tất cả cô chú anh chị em nha. Cô chú anh chị em mình ai không lấy chậu thì trừ chậu ra, cây rất là già nha cô chú anh chị. Dạ, 14 triệu anh. 14 triệu làm bao chậu bao ship. Đó, cây này đóng cái lồng gỗ to tướng ha, với là cước vận chuyển nó cũng khá là nhiều nha cô chú anh chị. Xong. Ngưng được chưa? Cây nữa. Cây này đây. Đang hoa nè. Cây mai chú thủy nha cô chú anh chị. Mai chú thủy số 50. Cái dòng này dòng lá trung, nhưng mà lá trung của Tiền Giang là hình như của Phú Quý hay của Nhị Quý Tiền Giang nha cô chú anh chị. Cây nó rất là già rồi, hoành ở vị trí này là 35 nha. Cái hoành đế. Cây này có bột cái bộ nồi đế rất là to, 113. Rồi cái chiều cao từ mặt chậu lên tới cái đỉnh ngọn 55. Cái đường kính tán lớn nhất của cây này là 93. Cây này hiện tại thì đang lên hoa, đang lên nụ rất là nhiều luôn. Cái dòng này nó sai hoa dữ lắm. Cây mai chú thủy này em giao lưu với cô chú anh chị mình. Cây này là 4 triệu 2 bao chậu bao ship nha cô chú anh chị. Cây rất là sung. Rồi em cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị em mình đã dành thời gian theo dõi clip của Lợi TK quay về nhà vườn hoa kiển Thường Long nha cô chú anh chị. Thì trong quá trình xem cô chú anh chị mình xem mà có ưng cái cây nào thì cứ chụp ảnh màn hình cái cây đó rồi gửi qua Zalo của nhà vườn qua số là 0965443636. Rồi nhà vườn sẽ quay lại cái clip của chi tiết cái cây đó gửi lại cho cô chú anh chị em mình xem. Cảm thấy ưng bụng hợp lý thì ủng hộ giúp nhà vườn. Chúc tất cả cô chú anh chị mình có nhiều sức khỏe, thành công trong công việc. Và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở clip sau ạ.